Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, vận may là một điều tốt đẹp bất ngờ xảy đến, giúp mọi điều dữ đều hóa lành. Từ đó bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Đa số đối tượng nhận được vận may thường có tâm lương thiện và không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Theo tử vi học, bốn con giáp sau đây rất dễ gặp được may mắn, bởi kiếp trước họ tích lũy nhiều phước đức nên được thần Phật luôn che chở. Bốn con giáp thường gặp nhiều may mắn. 1. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi. Tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Thời vận của tuổi Tỵ đến từ năm 2022, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt, vận son của họ kéo dài liên tiếp 2 năm. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu. 2. Tuổi Tuất. Trời sinh Tuất là con giáp cực khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn, thì từ ngưỡng 30 trở đi, Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt nố đổ vách, khiến ai cũng vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của bạn. Trong 2 năm tới, những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh có thể sẽ gặt hái được nhiều khoản tiền lớn. Bởi họ có quý nhân giúp đỡ, làm gì cũng thuận lợi, khiến cuộc sống vô cùng thăng hoa, rực rỡ, có thể thành đại gia số má. 3. Tuổi Ngọ. Trời sinh những người tuổi Ngựa có tố chất thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa, khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn, nên ra đời được nhiều người giúp đỡ. Từ đó, họ có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ năm 2022 trở về sau. Họ tự mình nỗ lực xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, họ liên tục mua nhà, tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. 4. Tuổi Dần. Người tuổi Dần có tính cách ổn định, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng. Con giáp này không bị khuất phục trước hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu cũng không bỏ cuộc. Thời gian 2 năm tới, từ năm 2023 đến 2025, là thời điểm vận thế chuyển đổi, mọi vất vả, khó khăn của con giáp này đều trôi qua. Người tuổi Dần sẽ đón nhận những niềm vui, niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống, công việc và thu nhập. Lúc này, công việc thuận lợi, thu nhập tăng cao, tình cảm hôn nhân viên mãn có thể coi là thời điểm tam hỷ lâm môn của con giáp này. 6 kiểu người dễ gặp may mắn, hưởng phúc đến cuối đời. Bạn thân mến, một cuộc sống thuận buồm xuôi gió, có quý nhân phù trợ lúc khó khăn thì ai ai cũng mong muốn. Theo tử vi, sự may mắn và phúc khí không phải ai sinh ra cũng đã được hưởng. Nếu bạn không thuộc những con giáp trên nhưng là thuộc một trong 6 kiểu người sau đây thì sớm muộn gì cũng gặp được may mắn để hưởng phúc về già. 1. Người luôn biết nở nụ cười. Những người hay cười là những người có tính cách vui vẻ cũng như thái độ sống tích cực. Họ có thể sinh ra không giàu sang phú quý, nhưng chính đặc điểm đó có thể cải biến được chính vận mệnh của mình. Những người vui vẻ sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực cho những người xung quanh, làm cho mối quan hệ giữa họ và những người khác trở nên thoải mái hơn. Chúng ta vẫn hay gọi là những người mang năng lượng tích cực, bởi vì họ luôn khiến người khác muốn ở gần, lan tỏa những điều tốt đẹp cho những người ở bên. Chính vì lẽ đó, họ sẽ dễ dàng gặp được quý nhân trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Vì thế, bạn hãy luôn biết mỉm cười và nhìn cuộc đời với thái độ sống tích cực như thế.
con người đánh mất nụ cười là đánh mất đi chính mình. 2. Người có tấm lòng hiếu thảo. Không phải ngẫu nhiên mà người xưa từng lấy sự hiếu thảo để làm thước đo giá trị của một người. Một người con hiếu thảo với ông bà cha mẹ, cho dù họ kém cỏi hơn ở bên ngoài xã hội, thì họ vẫn được mọi người xung quanh nhìn với con mắt kính trọng. Còn những người xông pha ngoài xã hội, nói cười với người đời nhưng lại đối xử không tốt với cha mẹ thì cũng coi như là vô giá trị. Đó không chỉ là một đạo lý nói suông, bởi những người biết hiếu thảo với những người sinh ra, nuôi dưỡng mình thì cũng sẽ được hưởng lại những phúc phần như vậy từ con cháu. 3. Người có tấm lòng biết ơn. Lòng biết ơn chính là cội rễ của con người. Khi được người khác giúp đỡ, cho dù là một việc nhỏ nhất, hãy luôn ghi nhớ về điều đó. Trao đi lòng biết ơn là trao đi tình cảm của mình đối với những người xung quanh. Chỉ khi có tấm lòng biết ơn, trân trọng những điều người khác đã làm cho mình, thì đi đâu bạn cũng sẽ nhận được điều tốt đẹp. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng việc bạn được hưởng những giúp đỡ về của cải, vật chất hay tinh thần là điều hiển nhiên. Bởi vì một mình bạn, dù có tài năng cỡ nào, cũng không làm được gì nếu không có sự hậu thuẫn từ nhiều người. 4. Người thích làm việc thiện, tốt bụng, nhân hậu. Những người luôn có tư tưởng làm việc thiện, giúp đỡ người khác mà không mưu cầu được đáp lại, tự khắc họ sẽ nhận được nhiều phước phần. Đó chính là nguồn gốc câu nói ở hiền gặp lành mà ông cha ta đúc kết từ ngàn đời. Người nhân hậu tốt bụng sẽ dần tích được đức lớn, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Ông cha ta cũng có câu, giúp người là giúp mình. Khi bạn giúp đỡ người khác, bạn cũng sẽ luôn gặp được người sẵn lòng giúp bạn lúc khó khăn. Những việc thiện bạn làm hàng ngày chính là túi may mắn được tích lũy nhiều lên năm tháng, giúp bạn gặp giữ hóa lành trong suốt cuộc đời của mình. 5. Người biết cách giữ thân thể khỏe mạnh. Một cặp vợ chồng hiện nay đã 70 tuổi. Trước đây, vì kiếm tiền nuôi gia đình mà họ đã bất chấp thức khuya, dậy sớm, làm việc cật lực, vì luôn cho rằng bản thân chỉ có mỗi sức khỏe để làm vốn. Chính vì thế, đến khi tuổi già, bao nhiêu bệnh tật ập đến hành hạ họ mỗi ngày. Dù giờ đây, con cái dư giả tiền bạc cũng không thể giúp bố mẹ lấy lại sức khỏe được nữa. Chúng ta luôn phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, vì điều kiện tiên quyết để có thể kiếm tiền là thân thể phải khỏe mạnh. Chỉ có khỏe mạnh thì bạn mới có thể sống hết mình. Nếu không, cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa vốn có. Người càng lớn tuổi, vấn đề sức khỏe càng trở nên quan trọng. Cơ thể không khỏe mạnh không chỉ gây rắc rối cho bản thân mà còn là người thân và gia đình bạn. Kiếm tiền là quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Một người trân trọng sức khỏe, biết cách giữ thân thể khỏe mạnh sẽ hạnh phúc hơn khi về già. 6. Có tấm lòng rộng lượng. Tấm lòng rộng lượng đem lại nhiều may mắn cho chính bạn. Việc bạn đối xử với người khác ra sao quyết định phần lớn thái độ của người khác đối với bạn. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì thế mà những người có tấm lòng rộng lượng dễ chấp nhận sự thật và nhanh chóng đứng dậy sau vấp ngã hơn. Những người có đặc điểm này thường là những người lạc quan và có nhiều bạn bè. Cuộc sống luôn trôi qua một cách vui vẻ. Thời gian càng dài thì điều này càng tích lũy sâu. Họ không kiêu ngạo và không dễ dàng từ bỏ. Trái tim của những người này luôn tràn đầy năng lượng tích cực, luôn nắm bắt được hạnh phúc. Chính vì thế, càng trưởng thành thì họ càng hạnh phúc, cuộc sống càng trở nên tốt hơn. Ngoài ra, những người có tấm lòng rộng lượng thường biết cách kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân, duy trì một tâm thái bình tĩnh khi đối mặt với mọi việc. Chỉ khi duy trì tâm thái ổn định thì mới có thể cư xử và hành động đúng đắn. Những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng không thể làm họ buồn bã, mệt mỏi.
duy trì một thái độ tích cực sẽ khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Làm sao để cải thiện vận may? Vận may không phải khó có được, nhưng cũng không dễ dàng nếu bạn không biết cách thu hút chúng đến bên mình. Ngoài việc hành thiện giúp đời, tu tâm dưỡng tính, thì còn hai cách nữa để bạn luôn nhận được những may mắn trong cuộc sống. 1. Thay đổi tâm thái. Khi gặp chuyện xui xẻo, nhiều người âu sầu mặt mày, tâm trạng tiêu cực. Lúc này, bạn hãy cố gắng vực dậy tinh thần, suy nghĩ theo hướng lạc quan hơn. Vận may là những điều tốt đẹp, nên nó sẽ bỏ qua những người suốt ngày ủ rũ, mà chỉ đến với người biết vui vẻ, miệng nở nụ cười. 2. Thay đổi môi trường, hoàn cảnh. Trên thực tế, môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng đến vận khí của một người. Cảnh buồn, người có vui đâu bao giờ. Ra ngoài thăm thú nhiều hơn, trải nghiệm và xông pha, bạn mới biết nơi đâu thật sự đem lại niềm vui cho mình. Khi buồn, đừng chỉ biết ngồi lặng lẽ trong nhà, mà hãy ra ngoài hóng gió tản bộ. Thậm chí là tận hưởng ly nước mát tại quán cà phê, bạn sẽ thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Một khi đầu óc đã nghĩ thông, thì cơ hội và vận may sẽ xuất hiện. Biểu hiện của người có vận khí tốt. Nếu một ngày nào đó, những biểu hiện này tự nhiên xuất hiện trên cơ thể hoặc mọi thứ xung quanh bạn, thì đó là tín hiệu của sự may mắn sắp tìm đến. 1. Gương mặt hồng hào, thần thái minh mẫn. Cũng như một cơn mưa, trước khi xảy ra thì gió sẽ xuất hiện. Một người sắp nhận được những điều may mắn thì gương mặt họ thường hồng hào, tươi tắn hơn bình thường. Tinh thần họ cũng thư thái, dù chuyện gì đến cũng thấy lòng nhẹ như tênh. Đó là dấu hiệu mà sự may mắn nào đó chuẩn bị xuất hiện trong cuộc sống của bạn. 2. Tư duy logic, ăn nói lanh lợi. Nếu bạn thấy gần đây khả năng tư duy của mình hanh thông, ăn nói lanh lợi, thu hút nhiều người kết bạn, thì đó là dấu hiệu thứ hai của người dễ gặp vận may. Bởi khi tinh thần minh mẫn, sáng suốt, thì mọi thứ tự nhiên sẽ diễn ra rất thuận lợi. 3. Quan hệ tốt đẹp xuất hiện người theo đuổi. Khi bạn phát hiện người xung quanh đối xử tốt hơn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ, được người người yêu mến, điều này chứng minh vận khí của bạn đang tốt dần. Được người theo đuổi và yêu thích là chuyện vui. Lúc này hãy công nhận năng lực vốn có của bản thân, đồng thời không ngừng hoàn thiện chính mình. Người luôn tiến bộ và có mối quan hệ xã hội tốt đẹp thì vận may luôn đủ đầy. 4. Thích khám phá cái mới. Thông thường, sau độ tuổi 30, năng lực tiếp nhận cái mới giảm dần. Nhưng không vì thế mà nản lòng, giữ vững tâm thái, sẵn sàng tiếp thu tri thức, trải nghiệm mọi thứ trên đời này. Nên biết rằng vận may sẽ không tìm đến với người tự o bế bản thân, nhốt mình trong thế giới hạn hẹp như con ếch ngồi dưới đáy giếng. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.